nằm cách trung tâm huyện Bảo Lâm chưa đầy 2 km, nhưng hơn một năm nay, người dân tại tổ dân phố 5 thị trấn Lộc Thắng luôn phải đi lại trong cảnh nắng bụi mưa sình. Lòng đường biến thành ao, lầy lội, trơn trượt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc giao thông đi lại và vận chuyển nông sản của người dân địa phương. Tân đường ví như là ốc đảo, và đây là con đường độc đạo duy nhất đi vào khu dân cư tổ dân phố 5, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Hàng ngày, người dân nơi đây phải gồng mình đi lại trên tuyến đường bị xuống cấp lầy lội và trơn trượt như thế này. Chỉ cần một hai cơn mưa là toàn bộ mặt đường biến thành ao. Đoạn đường dài hơn 50 mét nhưng có đến hàng chục ổ voi, ổ gà. Nhiều đoạn bị ngập sâu đến nửa mét, gây rất nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông. Đường này thì cũng xuống cấp từ năm ngoái, mà bà con cũng kiến nghị nhiều rồi mà. Nhưng trên cũng hứa nhiều lần sửa chữa mà cũng chưa có như là sửa chữa thì mong như thế này. Các cái như là cấp coi như hàng ngày cũng sửa cho bà con cái đường đi để cho đỡ coi như là vất vả đối với mùa mưa. Là đường này là đường chủ yếu là vận chuyển nông sản chè tươi với lại phân bón cho cà phê, mà nói chung đường xuống cấp thì nhiều bà con đi là thực sự rất là khó khăn. Đấy là nói chung tuyến đường này thì cũng xe lớn cũng đi nhiều nên giờ xuống cấp rồi thì càng ngày nó càng hư hại thêm, bà con rất là khó khăn đi việc đi lại. Do không có hệ thống thoát nước ở dọc hai bên đường nên toàn bộ lượng nước mưa bị ứ đọng lại trên đường, tạo những hố sâu hết sức nguy hiểm, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm. Mưa to thì nó ngập nước nên là che hết mấy cái hố sâu, là đi là hay rớt xuống mấy hố sâu á, rất là nguy hiểm cho các cháu lúc các cháu đi học này kia. Mưa rất lầy lội, hố sâu nhiều. Tổ dân phố 5 thị trấn Lộc Thắng có trên 130 hộ dân với gần 5.000 nhân khẩu sinh sống. Đa số là người dân từ các tỉnh đi kinh tế mới vào đây lập nghiệp, chủ yếu làm công nhân cho nông trường chè Minh Rồng trước đây. Đời sống kinh tế dựa vào sản xuất nông nghiệp nên việc huy động sức dân đóng góp xây dựng tuyến đường là hết sức khó khăn. Đây không chỉ là tuyến đường giao thông huyết mạch quan trọng đi vào khu dân cư, mà còn có hàng trăm hecta đất sản xuất trồng chè và cà phê của người dân tại thị trấn Lộc Thắng. Mặc dù tuyến đường này bị xuống cấp trong một thời gian dài, ban nhân dân tổ dân phố đã nhiều lần kiến nghị lên ngành chức năng và chính quyền địa phương thị trấn Lộc Thắng nâng cấp, sửa chữa. Nhưng tất cả chỉ nằm trên văn bản, giấy tờ. Con đường này nó là cái con đường huyết mạch của tổ dân phố 5. Đấy, nhưng mà đã nhiều năm rồi nó hư hỏng rất là nhiều, mà đặc biệt là cái tuyến đường này thì đấy này nó như là một cái hồ đây. Thế mà tổ dân phố thì đã vận động các mạnh thường quân, mà đặc biệt là công ty cổ phần đá Tân Việt đã giúp đỡ hàng trăm mét khối đá để sửa chữa, nhưng mà đây cũng chỉ là cái hình thức tạm thời thôi, sửa chữa tạm thời cho bà con đi thôi. Chúng đề nghị như vậy là cấp trên quan tâm giúp đỡ và sửa chữa để cái tuyến đường này cho bà con đi lại. Điều đáng nói là mặc dù thị trấn Lộc Thắng đã được công nhận là đô thị loại 5, nhưng vẫn còn tồn tại những tuyến đường giao thông bị xuống cấp như thế này. Mong rằng ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm có biện pháp khắc phục, nâng cấp tuyến đường này để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất của nhân dân địa phương, nhất là trong giai đoạn mùa mưa như hiện nay.